Một bé gái chạy theo xe của sư thầy xin sữa cho em nhỏ 2 tuổi. Hoàn cảnh khiến cho nhiều người rơi nước mắt. Thế hoàn cảnh em nhỏ đáng thương, Vĩ Mạnh Thương Quân đã theo em về tận nhà và tặng ba chị em thêm một chút quà. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát rất căng thẳng, rất nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trên cả nước đã tích cực hỗ trợ cứu mang bà con khó khăn. Mỗi số phận được giúp đỡ là một hoàn cảnh, một câu chuyện rất khác nhau. Và chính tình yêu thương san sẻ với những mảnh đời bất hạnh đã mang người với người xích lại gần nhau hơn. Khoảnh khắc bé gái chạy xe theo sư thầy xin sữa cho em nhỏ 2 tuổi là một câu chuyện ấm áp. Khi thấy một vị sư thầy đang làm thiện nguyện, bé gái này đã đạp xe chạy tới. Cô bé đi chiếc xe chóc sơn, mặc bộ quần áo bạc màu cũ kỹ, bé nẽn cúi xin sư thầy: "Thầy cho con xin một phần sữa về cho em." Một người phụ nữ đã hỏi em rằng: "Em con mấy tuổi rồi?" Khi thấy bé nói mới 2 tuổi, chị đã vọng gọi sư thầy từ phía xa: "Sư phụ ơi, em con có 2 tuổi à? Sư phụ cho con phần sữa." Cầm hai lốc sữa từ tay sư thầy, bé gái ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn cẩn thận. Bé buộc sữa xoa xe cùng với vài món đồ rồi đạp về nhà. Bóng nhỏ đi dần về xa xa, khuất sau con đường làng. Để biết đoạn clip trên được chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền ghi lại vào ngày 10 tháng 9 tại ấp Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Gặp bé gái đạp xe đi xin sữa cho em nhỏ, chị đã rất xúc động, chia sẻ: "Hôm qua mình có đi phát rau và sữa cho các bé ở nhà trọ. Gặp bé này, bé có nói về sự việc xin sữa cho em. Mình cùng sư thầy đã tặng em một phần sữa." Chị Tuyền có rất nhiều ấn tượng với trường hợp này, vì em còn nhỏ nhưng rất ngoan và biết ơn lễ phép. Và sáng ngày 11 tháng 9, chị đã hỏi thông tin và tìm về tận nhà trọ của em để giúp đỡ thêm. Bé gái hiện đang sống cùng mẹ và cha dượng. Dưới cô bé còn hai em nhỏ, một trai một gái. Em trai ước chừng 6 tuổi, còn em gái út mới chỉ 2 tuổi. Cha dượng em cũng bị tật một chân, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Bé phải phụ trách chính việc chăm sóc các em. Chia sẻ, mình đến nhà không gặp mẹ, chỉ gặp cha dượng. Cả hai vợ chồng đều chưa có việc làm ổn định, nên có hỗ trợ thêm một phần quà gồm gạo, mắm muối, nhu yếu phẩm, vân vân. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.